Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi, đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trở lại thời khắc lịch sử ấy, dẫn đầu đội hình xe tăng của quân giải phóng tiến vào dinh độc lập là hai chiếc xe tăng T-54B mang số hiệu 843 và T-59 mang số hiệu 390. Cả hai chiếc xe tăng này đều đã lần lượt húc đổ cổng phụ và cổng chính của trung tâm đầu não cuối cùng của chính quyền Ngụy Sài Gòn, đánh dấu chấm hết cho cuộc chiến phi nghĩa chia cắt dân tộc Việt Nam suốt 20 năm. Nhưng có một điều khiến cho rất nhiều người thắc mắc rằng, trong hai chiếc xe tăng đó, chiếc nào đã tiến vào bên trong sân của dinh độc lập đầu tiên? Và mãi đến sau này, câu hỏi này đã có lời giải thích đáng. Chiếc xe tăng đầu tiên của quân giải phóng tiến vào bên trong sân dinh độc lập chính là xe tăng 390 thuộc biên chế đại đội 4, tiểu đoàn 1, lữ đoàn xe tăng 203, quân đoàn 2, một trong những cánh quân thần tốc tiến về trung tâm Sài Gòn trong ngày 30 tháng 4 lịch sử. Dù là xe đầu tiên tiến vào khu vực cổng chính của dinh độc lập, tuy nhiên xe tăng 843 lại bị kẹt ở cổng phụ và không thể di chuyển tiếp. Ngay lập tức, chiếc xe tăng 390 đã nhanh chóng tiến vào, húc tung cổng chính của dinh thay cho người đồng đội của mình. Điều này dẫn đến việc khó xác minh được chiếc xe tăng nào đã húc đổ cổng dinh độc lập đầu tiên vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và mãi đến sau này, nhờ bức ảnh tư liệu quý giá của nữ nhà báo François de Mulder công bố vào năm 1995, thì chiến công của chiếc xe tăng 390 do Trung úy Vũ Đăng Toàn chỉ huy mới được công nhận. Xe tăng 390 là một trong nhiều xe tăng T-59 được Trung Quốc viện trợ cho nước ta trong giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ và được hoạt động bên cạnh những chiếc xe tăng T-54-55 do Liên Xô chế tạo. Đây chính là bộ đôi xe tăng chủ lực của quân đội ta khi đó. Đến ngày nay, T-54-55 và T-59 vẫn là lực lượng nòng cốt trong lực lượng tăng thiết giáp của quân đội ta, bên cạnh một số dòng xe tăng khác. Bản thân cả hai dòng xe tăng này hiện nay cũng đang được ta nghiên cứu để nâng cấp lên biến thể hiện đại hóa T-55M3 nhằm cải thiện khả năng chiến đấu của chúng. Xe tăng T-59 thực chất là một biến thể nội địa hóa của dòng xe tăng T-54A của Liên Xô trước đây, được Trung Quốc chế tạo và thử nghiệm trong năm 1958 trước khi nó được đưa vào trang bị chính thức trong năm 1959. Theo thống kê, có khoảng 9.500 chiếc T-59 được chế tạo trong giai đoạn từ năm 1958 đến năm 1980. Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, T-59 được phát triển thành nhiều biến thể khác nhau với ít nhất 8 biến thể mới bên cạnh các biến thể T-59-2 và T-59D. Trong giai đoạn này, T-59 cũng bắt đầu thay đổi thiết kế với việc được trang bị thêm hệ thống phòng vệ với giáp phản ứng nổ ở các vị trí yếu nhất của xe. Hiện tại trên thế giới vẫn có ít nhất 10 quốc gia sử dụng T-59, hầu hết trong số đó đều là các biến thể nguyên mẫu với pháo 100mm hoặc các biến thể nâng cấp T-69-79 hay T-59G. Để ghi dấu những chiến công của hai chiếc xe tăng huyền thoại 390 và 843, vào năm 2012, chính phủ đã công nhận chúng là bảo vật quốc gia. Hai chiếc xe tăng này sau đó được đưa về lưu giữ ở Bảo tàng Tăng Thiết Giáp. Ngoài ra, khi đến tham quan dinh độc lập, bạn cũng sẽ thấy hai chiếc xe tăng 390 và 843 cũng được trưng bày tại đây, nhưng chúng chỉ là những bản sao. 45 năm đã trôi qua, khoảnh khắc hai chiếc xe tăng huyền thoại anh dũng tiến vào dinh độc lập vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam. Và chúng sẽ mãi mãi là minh chứng lịch sử trong một thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc.